Bệnh tật, phiền não, những khổ đau đều bám chúng sinh. Vị Phật nào có thể cứu giúp chúng ta thoát khỏi những nỗi khổ này? Trong Phật giáo Đại Thừa, mỗi vị Phật, Bồ Tát đều có những hạnh nguyện riêng để giáo hóa chúng sinh. Đức Phật Dược Sư nổi bật với hạnh nguyện cứu chữa chúng sinh khỏi bệnh tật đau đớn, mang lại sự an lạc cho thân và tâm. Đức Phật Dược Sư thường xuất hiện bên cạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà đầy trang nghiêm. Với hạnh nguyện giúp chúng sinh có thể được thân thể trọn vẹn, xinh đẹp, thọ mạng lâu dài và sinh ra trong đạo, Đức Phật Dược Sư sử dụng ánh sáng lưu ly quanh thân mình để soi sáng và thanh tẩy những nghiệp chướng. Vốn là kẻ vô minh, không thể tránh được những tai ương nghiệp chướng của vô lượng kiếp. Vì vậy mà việc con người gặp đau ốm bệnh tật và những điều không may cũng là lẽ thường. Trong những lúc khó khăn đó, tìm về với Phật Pháp, tìm hiểu về hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư có thể giúp tâm hồn chúng ta tìm thấy sự bình an vững vàng hơn. Quý bạn có muốn tìm hiểu thêm về Đức Phật Dược Sư và cách bài trí tôn tượng của Ngài để cầu bình an, sức khỏe cho gia đình? Từ việc am hiểu và giàu kinh nghiệm trong nghệ thuật kiến tạo không gian Phật giáo, Bửu Liên luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn quý Phật tử có mong cầu tìm hiểu thêm về Đức Phật Dược Sư và cách bài trí tôn tượng của Ngài trong không gian thờ cúng. Di sản không gian Phật giáo Bửu Liên.